Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Trương Cầu hay còn gọi là kỹ sư hẻm. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với cái chủ đề chiều cao bao nhiêu để có thể chạy được những chiếc xe mô tô thông dụng thịnh hành nhất hiện nay. Kế bên tôi là một chiếc Suzuki GSX-R 2017 đang là mẫu xe rất là hot trên thị trường với giá khoảng 600 triệu đồng. Kế bên tôi đây là một con BMW S1000R trị giá 700 triệu đồng. Và ngoài ra chúng ta còn một mẫu xe rất là thông dụng khác, đó chính là con Kawasaki Z800 mà rất là nhiều anh em ưa chuộng sử dụng. Thì câu hỏi đặt ra là cao bao nhiêu thì có thể ngồi và điều khiển bình thường. Tôi có chiều cao 1m69 và nặng 52kg với chiếc Suzuki ZSR. Tôi có thể chống được nửa bàn chân và tôi ngồi tôi cảm thấy rất là thoải mái. Vì thế ai cao 1m69 như mình thì cứ tự tin mà chạy nhé. Kế đó sẽ là mẫu xe BMW S1000. Mẫu xe này tuy là chiều cao riêng có vẻ ngang với lại con su nhưng mà cái cách ngồi nó thoải mái hơn và chân tôi có thể chống được nhiều hơn. Nên mọi người hãy bỏ ngay cái tư tưởng là phải chiều cao trên 1m7 mới thể ngồi thoải mái như con như thế này. Tôi nghĩ là chắc chỉ khoảng 1m6 thôi là có thể được thôi. Đây là anh Thịnh, chiều cao 1m65, nặng 52kg. Để thử xem anh ấy lên ngồi trên chiếc xe Suzuki GSX-R 2017 và chiều cao zin chưa hề tinh chỉnh gì như thế nào nhé. Mời anh. Có một sự khó khăn khi lên nhưng mà theo tôi thấy anh ấy có thể nhón được bằng những cái ngón chân của anh ấy ngồi trên xe. Thì theo tôi cảm nhận thì với chiều cao như thế này anh ấy có thể chạy được xe này. Chúng ta chỉ cần một cái thời gian làm quen tốt nữa là có thể chạy được bình thường. Rồi cảm ơn anh. Mời anh qua thử chiếc xe BMW S1000. Vâng, đúng như tôi nói, chiếc S1000 tuy có chiều cao yên ngang với lại Suzuki nhưng mà cái yên của nó mỏng hơn, nhỏ hơn bề ngang nên anh ấy có thể chống chân một cách thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Đây là một cái niềm vui cho tất cả những anh em nào là fan hâm mộ của BMW. Lại là anh Hoàng đã quay trở lại với chiều cao 1m63, nặng 68kg. Anh ấy có thể ngồi lên chiếc xe Suzuki này không nhé? Mời anh. Anh Hoàng của chúng ta. Tuy với chiều cao 1m63 nhưng anh ấy vẫn có thể chống chân được khoảng 1/4 bàn chân và cảm thấy có vẻ là thoải mái và vững vàng. Khi mà tôi có thể lung lay anh ấy vẫn ok, không có vấn đề gì hết. Chiều cao 1m63 sẽ rất là phù hợp với chiếc xe này. Đây chúng ta hãy thử con BMW S1000. Có một sự khó khăn nhẹ, anh ấy chỉ còn chống được khoảng những cái mũi ngón chân hơn một tí xíu thôi. Nhưng mà có vẻ anh ấy thấy ngồi cũng vững chãi đó. Mình sẽ thử cái động tác. Anh ấy vẫn ngồi rất là chắc. Có vẻ như chỉ cần 1m63 là ta có thể chạy được những con siêu xe như thế này rồi. Việc các bạn cần làm là hãy để dành tiền và mua 1m61, 90kg. Chà, với con số này tôi rất là nghi ngại nhưng mà thử xem sao. Mời anh nha. Tôi hy vọng là anh có thể lái được những con siêu xe này. Bởi vì anh có nói với tôi rằng anh rất thích là những con này, anh sẽ cố gắng để dành 600 triệu để có thể qua đây mua được chiếc xe này về. Chà, có một sự khó khăn không hề nhẹ khi anh ấy chỉ có thể nhó được một chân và phía bên chân còn lại thì của anh là bị hỏng. Có thể là do trọng lượng của anh ấy quá lớn nên đùi của anh ấy nó hơi bè ra, vì thế nó sẽ hơi thiếu thốn một tí xíu về cái chiều cao. Để tôi thử xem ảnh có sẽ bị lay động gì khi tôi nhúc nhích chiếc xe không nhé. Có vẻ như cũng không đến nỗi nào nếu mà với những cái lay động nhẹ, nhưng mà với những cái di chuyển nặng bất ngờ thì có thể anh ấy sẽ không vững được lắm. Chúng ta sẽ sử dụng những 6 cách để mà tăng giảm chiều cao yên mà tôi đã từng giới thiệu. Mà chúng xem là. Và kế tiếp là con BMW S1000. Chà, chiếc xe này có giá tiền rất là mắc. Vì thế một cú đổ xe của nó có thể mang lại thiệt hại cả chục triệu đồng. Và hãy xem, lần này thì có vẻ khá hơi một chút xíu. Chân bên đây của ảnh nó sẽ chỉ hơi hỏng lên tí xíu thôi. Vì thế tôi nghĩ là ảnh có lẽ nên mua việc lót hoặc cái gì đó để có thể hy vọng là sẽ mua được chiếc xe này sớm hơn. Chúng ta hãy thử tác động lên chiếc xe nhé. Chà,
cũng có ổn đấy chứ bọn. Tôi hy vọng là chỉ cần bạn có niềm tin là bạn có thể kiếm ra tiền để mua thì bạn sẽ chạy được nó thôi. Hãy yên tâm về vấn đề chiều cao 1m61, nặng 90 kg. Đây là một chiếc Suzuki ZSR 2017 với giá trên thị trường khoảng gần 600 triệu, được trang bị một gói độ đơn giản nhẹ nhàng mà rất là uy lực, đó chính là cái kính chắn gió độ, một cái bo Aston Racing đồ chơi, và kèm theo đó là một sự nâng cấp về công nghệ với bản 2017 zin chính hãng chỉ cho ra đời quick ship up, có nghĩa là sang số nhanh đi lên mà thôi. Thì với cái gói độ cơ bản này, chúng ta đã có thể là sang số nhanh cả lên và xuống, nghĩa là chúng ta chỉ cần lên số hoặc xuống số mà không cần phải bóp con. Thì với 595 triệu, đây thật sự là một mức giá rất là hợp lý.